chào và xin cảm ơn tất cả bà con và mọi người. Một ngày đầu tuần, ngày thứ hai, mọi việc luôn luôn gặp nhiều sự may mắn nha. Thưa bà con, hôm nay ngày thứ hai, mình đã vào sự quay trở lại quay nhà cà phê giờ tiêu tại địa phương ở tỉnh ngày hôm nay, xem thử đổi ra sao cho bà con tham khảo nha. Mong bà con, mong mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình nha. Nếu bà con nào lần đầu tiên xem kênh Đài Phú Hào mình thì hãy cho mình xin một nút like, một đăng ký miễn phí bà con nha. Bà con và mọi người nhớ bấm nút chuông nha để theo dõi những video giải cải mới nhất ra hàng ngày của mình. Bây giờ mình mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi một nhà cà phê bằng nhập tiêu ngày hôm nay ngày hai đầu tuần nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ hai đầu tuần ngày 26 tháng 9 năm 2022. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê bằng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ hai đầu tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk.